Mến chào tất cả các bạn Các bạn thân mến, nguy cơ khủng hoảng kinh tế thường âm thầm len lỏi, giống như mầm bệnh trong cơ thể Do đó phòng bệnh trong lĩnh vực, tài chính cá nhân đơn giản là theo dõi cẩn thận ví tiền của bạn Bao gồm tất cả chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư Hiện nay nền kinh tế thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng, được dự báo sẽ suy thoái mạnh Nên phải thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá cả leo thang, khiến không ít người lo lắng. Giữa thời buổi bão giá, cùng kinh tế suy thoái, không ít bạn trẻ lâm vào tình cảnh, khủng hoảng tài chính cá nhân. Liệu bạn có gặp phải tình trạng này? Có những cách gì để giữ tiền trong thời kỳ khủng hoảng này? Hãy cùng khám phá và làm giàu, tìm hiểu 4 cách để có thể vượt qua khủng hoảng tài chính cá nhân trong thời kỳ này nhé. Một đa dạng thu nhập trong thời kỳ suy thoái sẽ vô cùng rủi ro nếu bạn chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất bởi đây là giai đoạn rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và buộc phải cắt giảm nhân sự vì vậy bạn nên chủ động tìm nhiều cách để tạo ra các nguồn thu nhập khác nhau như làm thêm một vài công việc tay trái theo chuyên môn có sẵn bạn cũng có thể bắt đầu kinh doanh nhỏ hay thử một số hình thức kiếm tiền online như tiếp thị liên kết affiliate làm cộng tác viên nhận hoa hồng trên sản phẩm. Bạn cũng có thể tìm hiểu một vài kênh đầu tư như tiết kiệm ngân hàng, chứng khoán để gia tăng thu nhập thụ động. Hay chi tiêu có kế hoạch. Nếu bạn có thói quen chi tiêu dựa trên cảm tính, chi tiêu bốc đồng thì bây giờ là lúc nên kiểm soát nó hơn bao giờ hết. Một kế hoạch chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn hạn chế các khoản tiêu xài, không cần thiết. Hãy bắt đầu với việc kiểm soát mua sắm. Mua thứ bạn thực sự cần thay vì thứ bạn muốn. Sự phát triển của các nền tảng mua sắm hiện nay đem lại cho người tiêu dùng rất nhiều lựa chọn. Lời khuyên của các chuyên gia là hãy tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Tuy bạn phải bỏ ra số tiền lớn ban đầu nhưng có thể sử dụng lâu dài. 3. Lên kế hoạch tài chính rõ ràng. Hãy nghiêm túc với mục tiêu quản lý tài chính cá nhân của mình bằng cách lập kế hoạch tài chính rõ ràng một vài câu hỏi mà bạn nên đặt ra để đánh giá sơ lược tình hình tài chính cá nhân là bạn đang có sẵn bao nhiêu tiền bạn đang nợ bao nhiêu tiền mức độ chi tiêu hiện tại của bạn như thế nào số tiền bạn muốn tiết kiệm là bao nhiêu làm cách nào để đạt được mục tiêu tài chính này sau khi đã có một kế hoạch hoàn chỉnh hãy đảm bảo rằng bạn nghiêm túc và kỷ luật tuân theo nó dĩ nhiên trong giai đoạn đầu Việc tuân thủ kế hoạch tài chính có thể không hề dễ dàng. Nhưng bạn cần quyết tâm cao và tự đặt ra những hình phạt nho nhỏ nếu không đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo thời gian, bạn có thể chinh phục những mục tiêu tài chính lớn hơn. 4. Đầu tư và tích trữ dự phòng. Theo các chuyên gia, suy thoái là một phần tất yếu của chu kỳ kinh tế và không có nghĩa là nên dừng đầu tư trong giai đoạn này. Bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số ngành ít bị ảnh hưởng trong suy thoái và có thể hồi phục nhanh sau đó ví dụ như tiêu dùng y tế giáo dục thực phẩm và vẫn là nguyên tắc bất biến không bỏ hết trứng vào một giỏ hãy phân bổ vốn đầu tư để giảm thiểu rủi ro đồng thời liên tục học hỏi thêm kiến thức và bám sát tình hình thị trường tham khảo ý kiến từ những chuyên gia hoặc tư vấn viên đầu tư cũng là một gợi ý bên cạnh đó Hãy duy trì một khoản tiết kiệm cố định phòng những trường hợp xấu như mất việc hoặc biến cố lớn xảy ra. Một khoản dự phòng tiêu chuẩn là số tiền để bạn sinh hoạt trong khoảng 3 đến 6 tháng. Trong thời kỳ suy thoái, số tiền này có thể lớn hơn. Suy thoái khủng hoảng là giai đoạn tất yếu của mọi nền kinh tế, vì vậy bạn không cần quá lo lắng. Chuẩn bị tài chính cá nhân vững vàng là cách để bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này mong rằng video giúp bạn trả lời câu hỏi nên làm gì để giữ tiền trong thời kỳ khủng hoảng này nếu thấy video hay đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong video sau